Tina, sao lười ăn quá vậy? Sợ bị dính độc à? Bây giờ trong đồ ăn nào cũng có độc hết đó. Nhưng có gì ngon tôi cho con ăn cái đó. Đi chơi không thích ăn là ốm bệnh sao con? Ham đi chơi là giống anh TT của con bị người ta bắt cóc đó. Tina trả treo không được nghiến răng chọc Tuyun nha. Giờ sợ ăn mặn thì mình ăn chay. Tuyun ăn bánh bao còn chừa lại cái vỏ cho con nè. Thấy Tuyun thương Tina không? Ăn cái này an toàn nè con.